Chào em. Dạ chào anh. Em tên là chị. Em là Thảo. Em Thảo á? Dạ em Thảo. Nhìn em giống người Việt gốc Hoa quá. Em có phải người Việt gốc Hoa không? Không, em chuẩn Việt. Chuẩn Việt 100% thuần Việt chứ? 100% thuần Việt. Ừ. Em đang đi làm ở đâu? Em đang làm ở Vinh, ở thành phố Vinh. Làm chi? Em làm bất động sản. Làm bất động sản. Đó, em biết nói tiếng Trung không? Có, em biết sơ sơ. Biết sơ sơ. Mà em trước đi Trung Quốc không? Hay là học tiếng Trung? Không, em coi phim Trung Quốc. Coi phim Trung Quốc? Nhiều. Có nhiều đến nỗi nói được tiếng Trung luôn. Nói được mấy câu anh ạ. Bây giờ em thử nói cho anh một đoạn tiếng Trung ngắn không? Tiếng Trung ngắn đúng không? Ừ, nói to lên em. Ta cho hào. Lần xử lý của hẳn cao sinh. Và sư A Cháu. Nếu mân khởi ý cho A Cháu. Ủa trên nén ở xứ san xoay lợi. Ủa chúng y an sẵn lái tợ. Sẽ xuyên tạt chưa? Em thử nói đổi cái đoạn đó dịch trong tiếng Việt cho anh nghe không? Chào mọi người. Rất vui được làm một cái với mọi người. Mình là Thảo. Mọi người có thể gọi mình là Thảo. Mình đến từ Nghệ An. Mình năm nay 23 tuổi. Đáng lẽ là mình nói dài nhưng mà anh nói ngắn cho nên em chào mọi người là hết. Bây giờ em có cái đoạn, em thử nói một cái đoạn mô đó tiếng Trung nữa đi, thử xem. Nói đi. Quả tất ai hào sư khan tên ý truy luyến xính truy cầu u. Ở rung vinh ta sẽ tố xung. Tiếp. Mình dịch sang anh em không? Là cái gì? Là sở thích của tôi là xem phim. Đi du lịch, đi mua sắm. Đọc sách. Tôi tốt nghiệp từ đại học Vinh ra. Học ngành gì của đại học Vinh? Chính trị pháp lý. Là cái gì? Chính trị pháp lý. Quản trị kinh doanh à? Luật kinh tế. Kinh tế à? Luật kinh tế. Luật kinh tế à? Ok. Em có biết khu tự trị dân tộc Choáng ở Trung Quốc không? Hả? Em lần đầu anh nói ạ. Thật gì gần bên dưới Việt Nam? Anh nhìn em ấy giống như ở khu tự trị dân tộc Choáng ấy. Thật. Anh nói em giống cái dân tộc à? Thì ta là người dân tộc, mà nếu mà dân tộc Kinh thì vẫn là dân tộc Kinh. Nhưng mà dân tộc Choáng nghe kiểu gọi là năng lượng. Kiểu đăng. Kiểu tộc kiểu như kiểu tiến hóa. Đúng không? Anh đấy. Hắn chỉ là cái tên khu tự trị dân tộc Choáng thôi. Không, em nghe đó em gọi điện thoại. Alo. Dạ. Mô xì. Không ạ. Em làm nhân viên xíu bất động sản. Bất động sản Tâm Quế. Bất động sản Tâm Quế. Bất động sản Tâm Quế.